thủ trưởng gì? Quá hấp dẫn luôn cô chú chị. Thường thường ở cô chú anh chị mình á, nướng mà tiêu xanh, nướng mỡ hành. Hôm nay Cảnh sẽ làm một món mới cô chú anh chị, đó là ốc nướng với nước sốt trứng nha. Quá hấp dẫn luôn cô chú chị. Cảnh em ra ăn cùng cô chú anh chị nha. Cảnh chào tất cả cô chú anh chị nha. Hôm nay Cảnh sẽ làm một món ốc nướng với trứng nha cô chú anh chị. Đây Cảnh có mua một ít ốc, Cảnh đang ngâm để cho ba nhả ba cái chất dơ ra cô chú anh chị. Còn đây là trứng và hành, tiêu xanh và hai củ tỏi, một củ hành tím để Cảnh làm nguyên liệu để Cảnh nướng ốc cô chú chị. Rồi, trong khi thời gian chờ đợi ngâm ốc thì Cảnh sẽ làm nước sốt để nướng ốc nha cô chú chị. Bây giờ ba cái phần tỏi với hành tím Cảnh sẽ băm nhuyễn ra nha cô chú chị. Còn hành tím Cảnh cũng băm ra nhuyễn ra luôn. Còn ba hàng là lá thì Cảnh cũng ra sắp ra luôn cô chú chị. Cho vô cái tô luôn. Phần gốc này Cảnh cũng có sắc nhuyễn ra luôn cô chú chị. Chút nữa Cảnh phi. Bây giờ Cảnh lên Cảnh làm nước sốt. Rồi bây giờ Cảnh sẽ làm nước sốt để Cảnh nướng ốc nha cô chú chị. Cảnh cho vô ăn vô. Cảnh cho 4 muỗng dừa ăn vô. Củ hành tím băm Cảnh thả vô luôn cô chú chị. Cà no thì Cảnh cho nửa muỗng cà no. Đường thì Cảnh cho 1 muỗng. Muỗng cà phê nha cô chú chị. Rồi tiếp tục Cảnh cho 2 muỗng nước mắm vô luôn nghe cô chú chị. 2 muỗng hành canh. Tiếp theo Cảnh cho thêm 1 muỗng giấm nha cô chú chị. Mình sử dụng giấm gì cũng được nha. Mình lấy cái gì chua lên. Còn ba gốc hành hồi nãy thì Cảnh cũng cho vô luôn cô chú chị. Mình cho vô cái mình tắt bếp nha. Rồi giờ Cảnh xuống Cảnh cho vô cái tô này cô chú chị. Bây giờ ba cái hành, phần hành ngải Cảnh sắc vẫn mỏng đây. Giờ Cảnh sẽ đập vô đây hai cái trứng nha cô chú chị. Còn phần tiêu xanh thì Cảnh cũng tước để vô luôn để chút nữa mình nướng cho ăn có vị thơm nha cô chú chị. Rồi còn cái phần nước sốt nãy Cảnh làm á, giờ Cảnh sẽ chế vô đều lên nha cô chú chị. Bây giờ Cảnh sẽ đem đi lên nướng nha cô chú chị. Giờ ba cái ốc Cảnh cũng giờ vớt ra cô chú chị. Giờ Cảnh cho vô cái nồi nướng nha cô chú chị. Tại vì hôm nay bữa nay á trời mưa hoài nên Cảnh không có ra ngoài sân Cảnh nhúng lửa than nướng được, nên Cảnh cho vô cái nồi nướng luôn cô chú chị. Đây là cái nồi Cảnh chuẩn bị nướng nè cô chú chị. Bây giờ Cảnh sẽ cho ốc vô đây Cảnh nướng. Cảnh nướng khoảng tầm 15 phút. Rồi bây giờ Cảnh nướng sơ qua khoảng từ 5 phút trước là Cảnh cho nó khô cái mài đi rồi Cảnh mới chế nước sốt vô nha cô chú anh chị, chứ Cảnh không chế nó liền luôn nha. Rồi cô chú anh chị, bây giờ Cảnh cũng đang cho vô lò rồi Cảnh nướng cô chú anh chị. Khoảng 5 phút Cảnh sẽ chế nước sốt vô nha, tại vì giờ Cảnh cho nó ráo cái mặt con ốc đi rồi Cảnh mới chế nước sốt vô nè cô chú anh chị. Bây giờ Cảnh nướng hết 5 phút rồi, bây giờ ốc nó cũng nhả hết ba cái nước ra rồi. Giờ Cảnh sẽ chế ba cái nước sốt vô nha cô chú anh chị. Nước sốt trứng. Rồi cái phần nước sốt trứng thì Cảnh chế vô con ốc nha cô chú anh chị.
Rồi bây giờ Cảnh sẽ tiếp tục nướng khoảng 10 phút nữa nha cô chú anh chị. Cái này mình nướng đúng ra mình phải nướng lửa than nha cô chú anh chị. Tại vì mấy bữa nay cũng mưa quá nên Cảnh không có ra ngoài những lửa than được. Nên Cảnh nướng bằng cái nồi nướng nha cô chú anh chị. Thôi bây giờ ốc đã chín rồi cô chú anh chị. Giờ Cảnh sẽ gấp ra nha. Thơm quá. Cô chú anh chị. Quá hấp dẫn luôn của chú chị. Thường thường ở cô chú anh chị mình á, nướng mà tiêu xanh, nướng mỡ hành. Hôm nay Cảnh sẽ làm một món mới cho cô chú anh chị, đó là ốc nướng với nước sốt trứng nha. Quá hấp dẫn luôn của chú chị. Rồi, Cảnh em ra ăn cùng cô chú anh chị nha. Rồi, bây giờ Cảnh cho một ít rau răm nữa nha cô chú chị, mình ăn kèm nha. Đây là cô chú chị, quá tuyệt vời luôn. Đây ăn ca kèm với nước chấm thần thánh nha. Rồi, bây giờ Cảnh mời cô chú anh chị mình nha. Bây giờ Cảnh sẽ làm thử một con nha cô chú chị. Đây Cảnh mời tất cả cô chú chị mình nha. Ăn Cảnh nha, quá hấp dẫn luôn của chú chị. Bây giờ nóng quá, quá nóng rồi. Bây giờ nóng quá. Bây giờ nóng quá. Đây, của chú chị. Quá hấp dẫn luôn. Hấp dẫn quá trời luôn của chú chị ơi. Nó có gì béo béo, có mùi tiêu xanh. Và trứng của mình này của chú chị béo, rất là béo luôn của chú chị. Quá tuyệt vời luôn nè. Cô chú đây thêm nè, thấy không? Quá ngon luôn. Cái này mà mình cuối tuần mình là mình lai rai cái là rất là tuyệt vời luôn cô chú chị. Ngon quá. Ba phần cái sốt này nó vừa ăn lắm luôn cô chú chị. Quá tuyệt vời. Thôi, Cảnh kết thúc video đây nghe cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình có xem kênh Cảnh, có mến kênh Cảnh, cho Cảnh xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ cho Cảnh nha, để Cảnh có nhiều động lực hơn và làm nhiều video hơn cho cô chú anh chị mình cùng xem. Thôi, Cảnh chào tất cả cô chú anh chị mình nha.